Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh điện gia dụng Nhật Bãi của Thanh Quá ha. Mình tên là Thanh Quá, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Nồi cơm, bếp từ, bếp quang, rồi tivi, rồi bàn ủi, khử mùi, sấy, rồi hút bụi, âm ly, loi đó, cái gì đó, linh tinh là có mình hết. Quý khách nào có nhu cầu mua hoặc nhắn gửi gì đó thì kết bạn mình qua Zalo, Facebook, YouTube cho tốt ha. Và hôm nay mình xin phép đang test một cái em đồng hồ reo, đồng hồ báo thức ha, của Nhật ha. Ngoại hình còn rất là đẹp ha. Và một điều mạnh là cam kết là máy móc là bảo đảm nghe nguyên zin nha, không có sửa chữa, không có thay máy chợ hay là bất cứ cái gì trong đây nha. Chỉ lao chùi đánh bát là bán thôi ha. Em này xài hai cục pin tiểu ha. Mở một tay mở không ra nè. Em này nó có hai cái mức chuông nè. Đó, min max là L volume á, lớn nhỏ đó. Để mình test thử cho quý khách xem ha. À, và một điều nó quý khách cứ tạm ha, hằng này mình đã test trên 2 ngày, bảo đảm không giờ chạy sai giờ ha. Hiện giờ giờ thật của nó là 11 giờ 23 giờ 30 phút ha. Quý khách có cái nút nhỏ như đây nè. Nào, quý khách dặn theo chiều nào đó, theo chiều kim đồng hồ. Còn muốn dặn phút giờ thì kéo nó ra một chút rồi dặn. Ha, đây. Đây nè ha, này nè, quý khách thấy không cái kim dây nè ha. Đó. Nè nó quên nữa. Còn cái này nè, cái nắp này là chuông nè, cái nắp này là báo chuông, cái này là không báo chuông, cái này là reo nè, cái này là không reo. Giờ mình chuyển qua reo trước ha. Reo nè, đó, quý khách thấy nó nhỏ đúng không, nghe tiếng nhỏ. Có cái nút bự, có nút ở sau nè, đó, dặn ra đó, bà cha nó kêu tắt á, để lúc này rồi, ok tắt ha. Còn quý khách nào chẳng hạn như không có còn đưa con cái đi học hay làm gì đó thì mình gặp cái lúc này rồi nó sẽ không báo nữa ha. Đây mình dặn lại nè, nó sẽ không báo ha. Rồi ha, nó không báo nha quý khách, gặt lên nó mới báo nha. Đó, nó có đèn luôn nha quý khách. Nè ha, đèn nhắn rồi nó có đèn ha. Và đặc biệt em này là nó dạ quang luôn nha quý khách. Để mình tắt cái đèn. Đó ha, nó có dạ quang luôn nè. Mình vậy mà tưởng tượng cũng được là 11 giờ mấy á. Tại vì mình trong đầu mình tưởng tượng được ha. À, em này mình thì bán giá mong muốn là 250.000 ha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.